Môn học mà tôi tâm đắc nhất trong khóa học của trường kinh doanh hiệu quả vừa rồi đó là môn ước mơ và khải tượng. Tôi thực sự tôi rất là ấn tượng với môn ước mơ và khải tượng này, bởi vì là thực sự là trong cái môn học này nó đã bao gồm tất cả những cái điều mà tôi trông đợi, và cũng là điều mà tôi cầu nguyện với Chúa bấy lâu nay, là tôi mong ước là tôi có ước mơ và là tôi sẽ trở thành một doanh nhân. Và tôi cũng mơ ước là tôi sẽ vừa là một doanh nhân nhưng tôi vừa có thể là hầu việc Chúa nữa. Là tôi cũng ước mơ trở thành một giáo sĩ, và tôi cũng mơ ước là cả gia đình tôi sẽ hầu việc Chúa. Tôi tin là Chúa biết tấm lòng của tôi, và Chúa Ngài sẽ thêm sức cho tôi để tôi thực hiện giấc mơ này. Và tôi chỉ biết là trình dâng những ước mơ của tôi lên Chúa, và tôi tin rằng Chúa sẽ thêm sức cho tôi để tôi làm được mọi sự, bởi vì tôi biết trông cậy nơi Chúa.